Sư đã có mặt ở đây rồi với tinh thần rất là khỏe khoắn và chắc chắn sẽ mang lại nhiều điều thú vị hấp dẫn đến từ chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Chương trình là phát ra từ tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện, và ngày hôm nay một lần nữa chúng ta chào đón hai đội chơi. Chào em. Em chào anh. Chào con. Chào chú. Dạ. Chào cục cưng. Dạ. Cùng nhớ mà sao cách xưng hô khác nhau vậy anh? Thường người ta sẽ xác định về cái độ tuổi, hai là về nhan sắc. Nhưng mà ba em vẫn bằng tuổi nhau mà. Ủa anh sinh năm mấy? Anh chưa 18. Chắc chắn rồi. Anh chưa 18 thôi nhưng mà anh 20 hơn rồi đúng không? Không có đó, anh vui. Hay lắm. Anh ơi. Hợp lý con ạ. Mình phải đoàn kết từ đầu chứ. Chúng là một đội mà. Bé bên Hàn về không hiểu tiếng Việt đâu. Xin được giới thiệu, đây chính là Huỳnh Quý. Tiếp theo là Hansara. Annyeonghaseyo, Hansara입니다. Chào mọi người, em tên là Hansara. Sawadikap. Ủa, xin lỗi chương trình nha, cho ba anh em tôi về đi. Dạ không, không, từ từ, bình tĩnh. Từ phải có cho người ta giới thiệu chứ. Bên đây giới thiệu tên của từng thành viên rồi, bây giờ cái đội nè. Mình tên gì nè, hôm nay quyết thắng nè. Hansara và những người bạn. Hansara và những người bạn. Trời ơi. Không, mình đi về giới thi anh. Ừ, thôi đi về đi chứ, nói gì nữa. Còn cái cân tim. Đội cân tim. Ok. Đợi xíu, chưa chốt mà. Rồi mọi người muốn tên gì? Quý Ra Ma. Quý Ra Ma hả, kỳ lắm. Ma Ra Quý. Xin được giới thiệu đội Rối. À, tên Rối đúng không? Đội Rối nha. Ừ, nhầm anh. Nói chung mình lâu ngày không gặp, anh khỏe ha? Em qua chở chút xíu ba anh em về luôn rồi. Dạ, tôi chào chú. À, chú chào con. Kiểu đây bằng chú, không lẽ kiểu đây bằng ông? Nãy giờ anh không có biết nói gì luôn. Đây là người lạ không à? Mày lần tên đầu gì tiên. Ủa, ai vậy? Mình không biết bạn là ai. Nói là ai luôn. Đây là ai vậy? Là người lạ hết trơn luôn. Xin chào các chú, con tên là Tommy. Trời, bé nó tự túc luôn kìa. Ừ. Nè, em thấy là với cái hoạt cảnh đầu tiên như vậy đó, đội mình tên là Người Lạ ơi, thấy vậy hợp lý. Ừ. Mình lấy đội là Người Lạ ha. Người Lạ đi. Đội Người Lạ đúng không? Người Lạ. Đội mình tên là Chú Cháu đi. Bé này. Không, bây giờ thống nhất là đội Người Lạ. Rồi. Đội Người Lạ, em thấy anh team hôm nay là cũng hơi sổ sữa. À không, cũng hơi săn chắc cơ bắp. Đúng rồi, anh là lúc nào cũng thể thao hết á. Dạ, đâu có nhảy đâu. Dây hay là búng thun này kia là anh lúc nào cũng chơi. Trời ơi. Bây giờ bắt ở nhà rửa chén rồi đó. Còn anh, hôm nay anh chuẩn bị điều gì thì đến với chương trình? À, thật sự thì bình thường thì anh khờ khạo, anh rụt rè lắm. Đăng ký vô để được chơi chương trình Bản Lãnh Ngôi Sao để cảm thấy mình mạnh mẽ. Dạ. Mạnh mẽ. Dạ, còn cô bé Chami. Mục đích của em đến đây là để làm quen với những người lạ. Lấy cái tên đội là lặng được không? Chứ thấy nó lặng dữ lắm rồi. Thôi một tràng hốt tay cho đội Người Lạ. Người Lạ. Chờ đội Rối. Tuần này sẽ là những thử thách hoàn toàn mới. Và bây giờ sẽ là vòng thi đấu đầu tiên. Xin mời. Quý vị và các bạn thân mến, vòng tranh đấu 1 của chúng ta mang tên là bong bóng thần kỳ. Ở đây ai thích bong bóng giơ tay? Dạ con. Luật chơi rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có hai cái chồng ly giấy ở đây. Chúng ta sẽ có 3 lượt thi đấu đối kháng cùng với nhau. 1 phút bắt đầu, các bạn sẽ phải dùng cái bong bóng này thổi nó lên. Làm sao để di chuyển được cái ly đó qua bên này? Di chuyển làm sao có cái chồng ly thật là cao, không được để rải rác mà phải chồng lên. Hy vọng rằng là mỗi đội sẽ có nhiều điểm số thật là cao trong vòng này. Nếu như chiến thắng sẽ được 20 điểm mỗi lượt, 60 điểm tối đa nếu như mình thắng luôn cả 3 lượt. Lưu ý nhỏ, khi mà chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ này mà cái chồng ly của mình bị đổ xuống đất thì mình phải bắt đầu lại. Hãy cẩn thận nhé. Rồi, đội Rối, thành viên đầu tiên là Megamon. Dạ đúng rồi, Phan Sara. Ủa, chưa bàn luận gì luôn. Em nào đi. Đội Người Lạ. Chami, chắc chắn rồi, xin mời. 1 phút dành cho Chami và Hansara, bắt đầu. Cố lên em ơi. Thổi bự lên. Bên bự lên. Về cái hơi nhiều lắm. Hay quá em ơi. Đúng rồi. Hay. Quá bạch, chưa tính. Đây là phạm vi nào, qua đây tính nè. Lấy bồ mạnh lên. Nó mạnh lên. 1, 2, 3, lên. Từ từ, đội em chơi thấy anh ấy đồng đội không? Vừa chơi vừa nắm tóc bạn. Thì giống như đi gánh bạn, nó nắm đầu hỗ trợ cho nó. Thật cảm giác bạo lực học đường quá. Em bảo vệ bạn. Ê, cái này càng chậm là càng rồi, càng được á. 3, 2, 1 và hết thời gian. Hay quá Chami ơi. Tiếp ơi. Yeah.
Bên đây được 4 ly và bên đây được 2, 4, 6 ly. Chúc mừng 20 điểm đầu tiên cho đội người lạ. Lẽ ra là con được như đây ly nè, nhưng mà con bị rớt cái này rồi. Con biết rồi, cho nên mình thua đâu. Con biết rồi, có chương trình nào á mà chú dẫn là con thua. Con đi ra đi. Lượt hai là Tùng Maru và anh Tim. Xin mời anh. Hổ có một tay cái này. Dạ rồi. Dạ rồi, em play nha. Dạ rồi. Rồi. 1 phút dành cho hai bạn bắt đầu. Cố lên, cố lên. Bình tĩnh thôi. Từ từ thôi, từ từ thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đúng rồi Tùng ơi. Dính hai tay luôn, dính hai tay luôn, dính hai tay luôn. Cách chơi của em bình tĩnh. Đúng rồi. Để quả bóng sâu vào một tí nữa thì nó không bị đổ. Cố lên, cố lên. Hiện tại là Tim ơi, sao bạn giỏi dữ vậy Tim? Nhanh lên con, nhanh lên con. Không, không được dùng tay. Di chuyển nó vô, di chuyển nó vô, di chuyển nó vô. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chính xác, chính xác rồi. Ok, cố lên Tùng ơi. Hay quá Tim ơi. Chính xác. Cháu ơi, bình tĩnh, bình tĩnh. 3 giây. Cố lên, cố lên, cố lên. Hết giờ. Chỗ thôi bên kia giỏi gì vậy? Quý vị và các bạn thân mến, có thể nhận thấy một điều rất là tuyệt vời. Tùng Maru không biết là với kỳ tích siêu nhiên nào mà Tùng Maru đã ghi về một cái chồng rất là cao. Nhưng đây là chồng giả thôi. Đội chiến thắng tiếp tục, chúc mừng anh Tim. 20 điểm. Cố lên nha, còn bạn đó. Là đội tin tưởng anh. Thực sự là em thắc mắc một điều là em nhớ là ca sĩ người ta thường luyện thanh này nọ hơi rất là mạnh. Chính xác. Mà em không hiểu tại em sao Tim em đói quá. Hai bạn ca sĩ thổi sao mà. Nhưng mà em biết sao, diễn viên á, sự nén hơi chắc hơn. Cái sự gào thét á, trong cái tâm lý của mình. Ông gào là thử hả? Bị ông bị nén hơi. Nén hơi quá đó. Em nén vô, lát tới thì em mới bung ra. Anh ơi, bên này dư quá, anh ráng nha. Bây giờ bên anh thắng 2 lần rồi, bây giờ anh thắng nữa có kỳ lắm không? Được, 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 không có kỳ. Em mà thắng anh tí anh về, anh quýnh em luôn. Làm sao tâm lý đâu mà em chơi nữa. Mà bây giờ lượt cuối cùng 1 phút bắt đầu. Cố lên, cố lên. Cố lên, Tim ơi. Được rồi đó, được rồi đó. Đúng rồi Quý ơi. Nhanh hơn rồi đó, nhanh hơn rồi đó bạn ơi, giữ giữ vậy đi. Cố lên nha. Cố lên. Phải rồi, không được, không được, làm lại, làm lại, làm lại. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Cố lên, cố lên. Thôi tập trung, tập trung, tập trung. Đúng rồi, đúng rồi, đúng cuộc rồi. Cuộc sống mà. Mày là vi cáo mà làm gì làm đâu. 4 cái đâu mà bên kia là 5 cái kìa. Đó, mình phải chứng minh cho đàn em mình biết là mình thổi giỏi chứ. Thổi đi. Tập trung anh ơi, kệ, tập trung, tập trung, tập trung, cứ làm đi, cứ làm đi. Ông mắc cười dữ lắm rồi. Em thắng rồi, em cười được. Cố lên. 3. Cố lên, em thắng rồi. 2, 1. Hết giờ. Dừng lại đi, đừng có thổi nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và bên đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và 9. Chúc mừng. Anh nhớ em phải gỡ lại cái danh dự cho gương mặt đội em chứ. Anh cố tình nhường bên kia đúng không? Kiểu mình thắng nhiều quá mình cũng kiểu ngại ấy. Không, anh thua thiệt. Vòng tranh đấu 1 trải qua rất là hấp dẫn. Và điểm số 2 đội như sau. 20 điểm là điểm của đội rối. Và tạm thời đã dẫn đầu 40 điểm là điểm của đội người lạ. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ghi nhiều điểm hơn trong vòng thứ 2. Hãy cùng nhau theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, tên gọi của vòng tranh đấu 2 được mang tên là bánh rán di động. Nhớ ngày tới Doraemon đúng không ạ? Thích ăn bánh rán, nhưng lần này thì bánh rán nó di động như thế nào đây? Nhiệm vụ của mỗi người chơi đó chính là sử dụng toàn thân của mình chui vào trong cái phao này. Từ trên xuống, từ dưới lên gì cũng được. Miễn sao mà chứa được cái phao trong cơ thể của mình càng nhiều càng tốt. Di chuyển qua những cái gọi là chướng ngại vật của chương trình. Đó, sau đó về đây chúng ta tuột nhẹ xuống, thấy không? Đó, sau đó chúng ta sẽ để cái phao vào đây. 1 phút, đội nào có nhiều phao trong cái cột này nhiều hơn thì đội đó sẽ mang về cho một lượt 20 điểm. Đội người là ai sẽ là người ra thi đấu trước? Ai cao nhất? Em với chị đi. Rồi, mời Chami và Hansara. 1 phút dành cho Hansara và Chami bắt đầu. Chồng vô, chồng vô, lẻ lên, lẻ lên, lẻ lên. Trời ơi, sao vậy? Một cái, một cái, một cái, một cái. Cậu nghiệp không ơi. Cậu nghiệp rồi. Đừng manh động, đừng manh động. Ủa, đừng ra đi. Bye bye. Đi về đi, kệ nó. Bỏ tham quá à. Bỏ tham. Kệ nó đi. Ít thôi, ít thôi. Nhiều quá tham. Trời ơi, cái pha muốn che lấp người chỉ luôn rồi kìa. Lẹ lên. Hay quá anh Sài Gà ơi. Cái nữa. Đúng rồi. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Chú chồng luôn. Chú chồng luôn. Cố lên, không sao, không sao, không sao. Hay quá. Đẹp ơi. Từ từ thôi, đừng có nhiều. Đúng rồi, đúng rồi, đi nhanh lên. Rồi đứng dậy, gỡ bớt luôn.
Đi 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 em đúng tuyệt vời quá. Đúng rồi, đúng rồi. Không, không được giúp, không được giúp, giúp. Không được giúp, tự chơi. Lũng ba rồi. Hết giờ, hết giờ. Hansara được 2, 4, 6 cái vào. Bên đây được 1, 2, 3, 4, 5 cái vào. Chúc mừng cho đội rối được 20 điểm đầu tiên. Lượt đầu tiên có nhiều sự vất vả, nhiều cú trượt ngã. Anh Tuyên, anh đã khởi động quá rồi. Lượt thứ hai là anh Tuyên hả anh Tuyên? Hay là anh Tuyên? Em đổi chiến thuật đi. Rồi, anh Tuyên cùng với Tomaru. Dạ rồi. Một phút bắt đầu. Lấy cái này khác. Ừ. Đuổi lên Tuyên ơi, đuổi lên. Lấy một cái nữa, lấy một cái nữa, lấy một cái nữa. Lấy một cái chồng vô luôn, lấy một cái chồng vô. Ừ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lạc đi. Đúng rồi Tùng ơi, chồng vô, nhảy vô, nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên, thời gian quá, thời gian, thời gian, thời gian, bỏ vô hết luôn, bỏ vô hết luôn, hai cái, tao còn cái không lấy nữa, rồi mình thắng rồi, nhảy lên, chồng vô người, chồng vô người, chồng vô người, chạy đi, chạy đi, rồi rồi đi lên, đi lên, đi lên, rồi rồi, nhảy lên, nhảy lên, chồng vô, chồng vô người, nhảy lên, nhảy lên, Phạm Huy rồi, được một cái, được một cái, được một cái, được một cái, được một cái hợp lý. Cái này nè, là cái này nè. Được một cái hợp lý. Mà đến giờ đếm vào nè. Trời ơi, đội này, lượt này vui quá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cái phao. Thắng rồi, thắng rồi. Trời ơi. Vén vén lên đếm nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12. Mạnh quá à. Quá mạnh luôn. Mình thắng rồi đúng chưa? 20 điểm nữa dành cho đội người lạ. Chúc mừng. Cuối cùng tôi cũng chiến thắng rồi. Anh Tim, mời anh Tim, mời anh Quý. Lượt cuối cùng của chúng ta sẽ là hai đối thủ rất nặng ký. Dòng này là em nghĩ chắc em lợi thế. Tại anh Tim á, ảnh đô phần trên lắm. Hồi nãy khúc anh Tuyên ảnh chơi á, anh bị kẹt khúc này, anh lấy ra không được. Đó. Bây giờ anh Tim ảnh chơi thế nào, anh cũng ở trong luôn. Bây giờ, thế là lượt cuối cùng dành cho Huỳnh Quý và anh Tim. Một phút, chuẩn bị. Bốn cái là vừa, bốn cái. Ba, hai, này, một, bắt đầu. Trời ơi, giáo bụng nó phá của mình kìa, Quý nó già ghê không? Trời ơi, thấy anh Tim nó già ghê không? Dòng này là em nghĩ chắc em lợi thế. Trời ơi, như con sâu vậy á. Đẹp á, đẹp á. Đúng rồi, đúng rồi. Nhanh, 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 nhanh. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Thắng rồi Tim, thắng rồi Tim. Hay lắm. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Hay lắm Quý ơi. Hay quá Tim ơi. Tuyệt vời, Quý nó lâu lắm. Ông Tim, ông rối, ông rối. Được rồi, được rồi, được rồi. Quý ơi, em ăn vàng quá nè Quý. Em đủ chiến lược hết á. Kéo kéo xuống chân đi, kéo xuống chân đi. Đúng rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Thấy người ta chơi điềm tĩnh không? Thấy người ta chơi điềm tĩnh chưa? Trời. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ba cái luôn anh, ba cái luôn, ba cái luôn. Nhảy vậy, nhảy vậy, nhảy vậy, nhảy vậy. Sao còn nhiều vậy? Nhảy vô hậu thức, sao còn nhiều vậy? Được rồi, thế thôi, được rồi, được rồi. Cái gì? Đi đi, đi đi. Hết giờ rồi, hết giờ rồi, đi đi. Nhanh nhanh, còn 5 giây rồi, qua vô hai cái đi vô. Ê, 2, 1, hết giờ, hết giờ. Thôi, 2, 4, 6, 8, 9 cái. Và đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kính thưa quý vị, với chiến thuật con sâu rốn, Huỳnh Quý đã chơi rất là xuất sắc luôn. Em bị hơi bong bóng nó lại em mất phương hướng. Xin lỗi, hồi nãy thổi bong bóng anh Hồ anh quýnh em là giỡn. Dạ xin lỗi. Chứ một tí về là anh quýnh thiệt. Dạ xin lỗi, xin lỗi. Thay mặt gia đình xin lỗi anh. Dạ vâng. Kết thúc vòng 2, điểm số của hai đội như sau. Đội rối đang có 60 điểm. Và đội người lạ cũng có 60 điểm. Chúc mừng. Và bây giờ sẽ là vòng quyết định của chương trình. Vòng cuối cùng chinh phục đỉnh cao. Xin mời.
Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Cùng với hai đội chơi ngày hôm nay, chúng ta đang quay trở lại vòng cuối cùng. Đây là vòng quyết định bởi vì điểm số hiện tại đang ngang nhau. Luật chơi tại vòng cuối cùng của chúng ta mang tên chinh phục đỉnh cao như sau. Mỗi đội sẽ có 10 câu hỏi hoàn toàn khác nhau. Chúng ta sẽ được vảnh tù xì để lựa chọn gói câu hỏi cho đội của mình. Nếu như hết 10 câu, bạn nào đứng ở vị trí chinh phục đỉnh cao chắc chắn là về nhất luôn. Và điểm số được tính như sau. Trả lời đúng một câu hỏi được 10 điểm. Hết 10 câu hỏi, mọi người đang đứng ở vị trí nào thì chúng ta sẽ cộng thêm được cái số điểm này vào trong điểm số của đội mình. 20, 30, 40 hay 50 và chinh phục đỉnh cao là 60 điểm. Dạ. Đúng một câu sẽ bước lên một bước, sai một câu sẽ lùi lại một bước. Cứ như thế chúng ta sẽ chinh phục đỉnh cao ở vòng cuối cùng ngày hôm nay. Đội rối, ai sẽ là thành viên tham gia thử thách cuối cùng của chương trình? Để em cho. Huỳnh Quý. Anh Quý đi. Và đội bên này ạ, anh Tim. Vâng ạ, con sâu rớm hồi nãy đã vượt trội chiến thắng ở vòng 2 rồi, nhưng lần này thì sao vẫn chưa biết được đúng không ạ? Xin mời thành viên của hai đội, chúng ta vẫn có thể đứng đây. Bây giờ anh Tim và Huỳnh Quý sẽ quản tù xì để xác định gói câu hỏi của mình. Chuẩn bị 1, 2, 3. Rồi anh Tim, anh chọn gói số 1 hay số 2? Gói nào dễ em nói luôn đi. Gói nào cũng khó. Thôi số 1 đi ha. Số 1 đi. Rồi số 1 luôn là đỉnh cao. Số 1. Anh Tim sẽ là người trả lời câu hỏi trước. Câu hỏi đầu tiên dành cho anh Tim như sau. Lịch dương xuất hiện sớm nhất ở quốc gia nào? Hy Lạp. Vẫn còn thời gian. Hy Lạp là một đáp án chưa chính xác. Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Và câu trả lời của chương trình đó chính là Ai Cập. Ôi, em nghĩ rồi đó. Câu hỏi đầu tiên của Huỳnh Quý như sau. Tiền polymer Việt Nam có bao nhiêu mệnh giá? 500, 20, 200, 10, 50, 100, 6 mệnh giá. Chính xác, chúc mừng bạn bước lên với thứ 1 bước. Bước đi. Bước không? Bước luôn. Bước có sao không? Bước luôn. Bước đi. Nhúng đi. Nhúng. Có nhúng. Nhúng đi. Nhúng đi. Tiền polymer hả? Chinh phục đỉnh cao mà lọt. Ê. Đừng mép mép rồi, đúng rồi. Câu hỏi thứ hai dành cho anh Tim như sau. Trong chuyện Cô Bé Lọ Lem, ai đã nói rằng lọ lem đẹp nhất thế gian? Bà Tiên. Bà Tiên chưa chính xác bởi vì không có ai hết. Không ai nói cả, đó là trong chuyện cổ tích Bạch Tuyết. Mình đứng im tại chỗ. Anh không sao mà em có sao rồi đó. Đi ơi, câu hỏi của Huỳnh Quý như sau. Cái gì biết là hàng giả nhưng mà người ta vẫn sẵn sàng mua? Cái gì biết là giả mà? Biết là hàng giả nhưng người ta vẫn sẵn sàng mua. Hàng giả mà sẵn sàng mua. Tâm lý giờ trong đó là không vững đâu. Hạt nhân. Cái gì? Hạt nhân. Cái hạt, anh nói cái hạt. Hàng giả nhưng người ta hàng vẫn mua. Hàng giả. Em nghe hạt. Anh hỏi lại câu khác đòn em đi. Quay về. Lùi lại vị trí. Em bị kẹt ở đây không lùi được. Lùi đi. Lùi nè. Răng giả, tóc giả đúng không? Đáp án chính xác của chương trình là răng giả hoặc là tóc giả. Câu hỏi của anh như sau. Quốc gia nào có số lượng núi lửa hoạt động nhiều nhất trên thế giới? Nhật Bản. Nhật Bản. Nhật Bản là câu trả lời của anh. Là câu trả lời chưa chính xác. Hả? Chia buồn cùng anh. Đó chính là Indonesia. Indonesia. Tiếp tục câu hỏi của Huỳnh Quý như sau. Răng nanh hàm trên của con voi gọi là gì? Nga. Nga. Chính xác, mời em bước lên một bước. 10 điểm. Ê, câu hỏi của anh Tim như sau. Đầu bò, thân bò, đuôi bò, chân bò nhưng không phải là con bò đó là gì? Con sâu hay là cái con rắn gì đấy? Con sâu, con rùa, con gì cũng được á. Con gì nó bò ấy? Con sâu, sâu đi. Con sâu. Chưa chính xác, đó là con bê. Bê là con của con bò. Đầu bò, đuôi bò, mình bò, thân bò, chân bò nhưng mà không phải con bò bởi vì nó là con bê. Con sâu nó cũng bò mà. Con sâu không có chân. Con sâu nó cũng bò. Câu hỏi tiếp theo dành cho Huỳnh Quý như sau. Chăn gì không dùng để đắp nhưng không thể thiếu trong đời sống? Chăn nuôi. Chính xác, mời bước lên video một bước. Bước lên cái bục này nè, số 20. Bước này trước. Con này đụng nó cao hơn con này á. Ai cái này cứng. Cứng là đứng lên được, không sao cả. Cứng đứng lên được. Câu hỏi tiếp theo như sau. Loài động vật nào chạy nhanh nhất thế giới? Báo. Không báo. Chính xác, chúc mừng anh. Mời anh bước lên phía trước một bước. Giái trời, con rắn ở dưới. Chị? Nhúng đi. Đó là gì vậy? Ấy, rất đơn giản mà. Rồi. Chương trình mình thoải mái hả? Ok. Nhanh đi em ơi. Câu hỏi của anh Quý là... Anh cứ từ từ. Tóc nâu môi trầm là tên ca khúc gắn liền với ca sĩ nào?
Mỹ Tâm đúng không? Mỹ Tâm. Đàn Mỹ Tâm đúng không? Mỹ Lệ. Mỹ Tâm. Chính xác, chúc mừng, bước lên phía trước một bước. Ôi, đã ra đây, ngồi đã đã đã. Rồi, đã, mình đến, mình đến, mình đến rồi. Lại. Ôi trời, lạnh quá, lạnh quá. Cái gì có 5 ngón tay nhưng không phải là bàn tay? Bàn tay. Cái bàn tay. Bàn tay. Bước lên phía trước một bước. Cứng, này cứng không sao? Rồi mở, xin mời mở ra. Đạp đi tới. Con ơi. À, ui, à. Rồi, bạn tôi đàn ông lắm, yên tâm đúng. Đi. Nè, bây giờ, bỏ cho thôi. Đứng lên, đứng lên. Anh ơi, bên đó biết cứng không? Thế bên này chân em cứng rồi đó anh. Nhanh. Câu hỏi của Huỳnh Quý là: thịt da trắng muốt nõn nà, thế mà tên gọi nghe ra đen xì đó là con gì? Biết không? Yeah, 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 mà yeah, chứ yeah, anh là không biết rồi. Biết rồi. Con gì? Con gì? Con gì? Con bệnh. Ừ, lùi lại nó một bước. Nó bị bệnh nặng quá, da nó trắng nhạt. Cố lên bạn ơi. Lùi lại một bước. Tập trung, tập trung. Đáp án của bạn là con mực. Anh Tim để chân xuống luôn. Rồi. Câu hỏi của chương trình dành cho anh là: quốc kỳ của Mỹ có bao nhiêu ngôi sao? 51 ngôi sao. 51. 51 là đáp chưa chính xác mà anh lùi lại một. Ủa? Một bước. Có 50 ngôi sao thôi. Tiếp tục, câu hỏi của Huỳnh Quý là: loại nhạc cụ truyền thống của Nga trông giống một cây đàn guitar hình tam giác có tên là gì? Ukulele hả? Không phải. Không phải. Hình gì? Loại nhạc cụ truyền thống của Nga. Saxophone. Đàn gì? Đàn bầu, đàn bầu, đàn bầu, đàn bầu. Đàn gì? Đàn, 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 đàn gì? Hết thời gian, mời bạn lùi lại một tập bước. Tập trung, tập trung, tập trung. Đó chính là Balalaika. Tiếp tục, xin mời anh Tim. Con gà gáy bốn phương tám hướng, vậy nó đẻ ở hướng nào? Con gà gái làm sao đẻ được? Con gà gái là con gà trống không đẻ được. Đúng rồi, chúc mừng. Yeah. Tiếp tục, Quỳnh Quý. Thứ gì rõ ràng là rạn nứt nhưng dùng kính hiển vi vẫn không soi được vết nứt? Tình bạn. Tình bạn, chính xác, chúc mừng. Thầy quay với. Mời bạn bước lên phía trước một bước. Câu hỏi là: loại cờ nào mà người chơi được phép nhường lượt đi của mình cho đối phương? Lại đi, lại đi. Ê, cờ vây. Cờ vây, chính xác, chúc mừng. Cờ vây. Hey, mừng quá, mừng quá. Tiếp tục, câu hỏi của Huỳnh Quý là: loài vật thuộc lớp thú có thể bay là gì? Sóc. Sóc bay, sóc bay. Chính xác, chúc mừng. Hoặc cũng có thể là con dơi cũng đúng. Câu hỏi cuối cùng dành cho anh Tiên. Cuối cùng hả? Khi đi thuyền ở trên biển, ta sẽ nhìn thấy thứ gì nhiều nhất? Nước biển. Thấy nước biển. Chính xác, chúc mừng. Xin mời anh Tim. Xin mời anh Tim. Xin mời anh Tim. Tim, 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 Tim. Câu cuối cùng rồi. Cuối cùng anh phải đứng để người ta trả lời xong đã. Thôi mạnh mẽ lên. Trời ơi, cái bãi đàn ông. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, đàn ông thường hay mặc áo bông. Câu cuối cùng của Huỳnh Quý là: đứng lên. Làm thế nào để có thể gấp một tờ tiền mới đứng thẳng trên mặt bàn? Gấp đôi nó lại. Gấp đôi nó lại. Gấp đôi nó lại. Chính xác, chúc mừng em. Bước lên phía trước một bước. 2, 3. Đứng đi biết. Đừng qua đi. Ê, đừng, đừng, đừng qua đi. Nó đang thiếu nước rồi, nó đang nước đây. Đứng ở đây. Quý vị và các bạn thân mến, kết thúc vòng cuối cùng, anh Tim đứng xuống dưới cho công bằng. Nó đang bị rối. Đứng xuống dưới là đang rối. Đại kệ kệ. Anh nó cắn thiệt, bị rối thì sợ quá. Quý vị thân mến, sau vòng này tôi mới xác định không phải đàn ông nào cũng mạnh mẽ. Và còn mấy con này còn đó chính là những câu hỏi dành cho hai đội chơi ngày hôm nay, và xem điểm số của họ như thế nào nhé. Điểm số cuối cùng mà đội rối mang về cho đội mình là 170 điểm, chúc mừng. Yeah. Bởi vì là vị trí cuối cùng mà Huỳnh Quý đang dừng lại ở vị trí số 40, sẽ được cộng 40 điểm nữa vào trong điểm số của mình. Còn anh Tim, anh cũng được vị trí số 40 đúng không ạ? Và điểm số cuối cùng chung cuộc của đội mình là 150 điểm. Vậy là đội chơi chiến thắng ngày hôm nay sẽ được chúc mừng cho đội rối. Và điểm số chung cuộc cuối cùng 170 điểm là đội về nhất với 12 triệu đồng. Chúc mừng cho đội rối. Yeah, anh cầm đi anh, em thương cầm chung, anh quá. Cầm, chung, cầm, chung, cầm chung. Và 150 điểm cũng là một điểm số rất là cao, về nhì với 9 triệu đồng. Chúc mừng cho đội người lạ. Yeah. Tặng em hết luôn á, hai anh đi chơi mà. Đừng quên, tuần sau vẫn phải hẹn với nhau nhé. 19 giờ 15 phút ngày thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình như là phát thanh truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sang Vàng thực hiện. Minh Sùi xin chào và hẹn gặp lại. Minh Sùi xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả. Chúng ta đang có mặt tại chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Yeah. Và ngày hôm nay quý vị có thể nhận thấy những tiếng hò reo vô cùng hấp dẫn
cuồng nhiệt và sôi nổi sẽ được lắng nghe một lần nữa. Xin được mời những tiếng hò reo. Yeah! Yeah! Mọi người thấy không? Yeah, I love you. Show. Hey, thôi. Chương trình ra đài.